rác thải, mùi hôi thối, những căn nhà lụp xụp, tạm bợ. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân trên rạch Cầu Bông, dọc đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh. Gia đình ba thế hệ gồm 7 hộ với 30 nhân khẩu của bà Lê Thị Thu Phương là một trong những hộ dân nằm trong diện giải tỏa để thực hiện dự án nạo vét cải tạo rạch. Nhưng nhiều năm qua, dự án vẫn chưa được triển khai, khiến gia đình bà phải sống trong cảnh ô nhiễm. Nghe nói thì là giải tỏa từ hồi lâu lắm rồi. Từ hồi lâu lâu lắm luôn rồi, cách đây cũng phải trên 10 năm, trên dưới 10 năm. Nhưng mà bây giờ thì mới thực hiện. Thì vẫn chấp nhận thôi. Thì quy định của nhà nước, thứ nhất là cũng cải thiện dòng sông, không có ô nhiễm môi trường. Thứ hai là cái khu nhà này tương đối là nó cũng không có được đẹp gì cho lắm. Thì cũng mong cho nhà nước làm lẹ cho rồi để cho an cư lạc nghiệp. Cứ giờ cứ lơ hoài mấy chục năm rồi đó. Ở chỗ này là dự án lâu lắm rồi, nhưng mà cứ làm cho mình cũng thòn á, chắc mình đi cho rồi. Cái toàn mỗi kiểu này nó cứ trời ơi, nó quá dơ dưới sông, dơ lắm, không có cho sửa nhà được, cứ thế ở thôi. Liên quan đến vấn đề này, phía Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cho biết về dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, trong đó bao gồm giải tỏa trắng khoảng 100 hộ dân từ số nhà 20 đến 220 trên đường Bùi Hữu Nghĩa đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2022. Tuy nhiên đến nay chỉ có quy mô phạm vi ranh dự án, riêng thiết kế chi tiết của dự án vẫn đang triển khai. Đơn vị thi công sẽ công bố bản kế hoạch mặt cắt toàn bộ dự án khi triển khai thi công, địa phương sớm tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ổn định cuộc sống của người dân.